Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 40 đô la cái token KA 40 đô la cái token K nhé. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ xác minh Google cho mình. Rồi, click vào tôi không phải là người máy. Ok, sau đó quay trở lại bot cho mình. Nhiệm vụ đầu tiên là join vào Telegram. Rồi, mọi người bấm vào đây để join vào Telegram. Quay trở lại này. Bấm chuẩn đôn. Rồi, tiếp theo là follow Twitter. Rồi, chọn theo dõi. Và quay trở lại. Chuẩn đôn này. Rồi, tiếp theo thì nó yêu cầu mọi người retweet và comment cái bài đăng này cộng với cái hashtag này nhé. Rồi, mọi người sẽ copy cái hashtag này trước cho mình. Rồi sau đó mở cái đường link đi tweet lên. Ok, ở đây thì mọi người sẽ like này và mọi người sẽ trích dẫn ba người bạn vào đây cho mình. Rồi gắn thêm hashtag này, chọn tweet lại này. Rồi sau đó bấm tiếp sang mục bình luận cho mình. Vẫn tương tự như vậy, test ba người bạn và gắn hashtag. Rồi, gắn hashtag vào, chọn trả lời. Ok, như vậy là xong, quay trở về bot. Bấm chọn đôn này. Rồi, sau đó sẽ gửi cho nó profiling của Twitter. Mọi người copy cái dòng này. Rồi, chỉnh sửa lại username. Rồi sau đó thì bấm vào đây, join vào Medium. Rồi mọi người sẽ join vào Medium này cho mình. Và nhớ phải bật VPN nhé. Rồi chọn Follow rồi. Sau đó quay trở lại bot, chuẩn đôn. Rồi tiếp tục là sẽ vỗ tay và comment dưới cái bài đăng Medium của nó và gắn cái hashtag này vào. Rồi mọi người mở lên này. Rồi ở dưới cái bài đăng này của nó, mọi người sẽ bấm chọn vỗ tay cho mình. Rồi sau đó chuyển sang cái mục bình luận này. Bình luận ở đây thì nó yêu cầu mở trong app, thì mọi người bấm open in app cho mình. Rồi mọi người vỗ tay lại này, mọi người mở lại app và vỗ tay nhé, sau đó bấm chọn mục bình luận này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ đánh một dòng bình luận vào đây. Rồi sau đó gắn cái hashtag vào vào. Chọn gửi này. Ok, quay trở về bot. Bấm chọn đôn này. Rồi sau đó thì sẽ nhập profiling của Medium, mọi người giữ và copy cho mình và chỉnh sửa lại username. Rồi sau đó bấm vào submit này.
Và ở đây thì mọi người sẽ gửi địa chỉ ví ETH ở trên Trust Wallet hoặc MetaMask nhé. Rồi, và bấm vào đây lấy refollowing để lấy cái đường link chia sẻ. Rồi thì ở đây nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ này. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.